Quý khán giả thân mến, trong chuyên mục chống thấm cùng chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề vai trò và lợi ích của lớp sơn lót chúng ta có thể bỏ qua lớp sơn lót và sơn phủ nhiều lớp được hay không bởi vì để sơn chống thấm phát huy hết hiệu quả của nó chúng ta phải sơn đúng cách và đúng quy trình nhưng như thế nào là đúng cách và đúng quy trình chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia xin mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ nguyễn sĩ hùng giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng xin được chào tiến sĩ ạ à. vâng xin chào chị xin chào khán giả dạ thưa tiến sĩ tiến sĩ có thể cho lê khánh cũng như là khán giả chương trình nhà đẹp của anh ta được biết là vai trò và lợi ích của lớp sơn lót là như thế nào ạ à sơn lót là cái loài sơn có cái công thức đặc biệt cái vai trò của nó đấy là làm tươi mới cái bề mặt mà chúng ta sẽ sơn như là bê tông hoặc là tường và nó có à, các cái tính chất à, khác hẳn cái lớp sơn phủ và trước khi sơn phủ ấy, thì chúng ta nhất thiết phải sơn lót à, sơn lót nó có à, các cái à, chức năng như sau thứ nhất là tạo độ bám dính tối đa giữa cái sân phủ và cái bức tường cái thứ hai là làm cái, tạo cái mặt bằng lý tường cho cái công tác sơn phủ có khi lớp sơn lót thì sơn phủ mới có cái màu sắc đồng đều tiếp đến cái sơn lót ấy, có cái tác dụng là chống kiềm chống cái ẩm mốc và sơn phủ cũng còn có cái tác dụng đấy là chống thấm có một số trường hợp người ta bỏ đi cái lớp sơn lót và chỉ sơn phủ thôi và có thể sơn phủ nhiều lần à, trong cái thời gian ngắn hạn à, thì chúng ta chưa thấy cái tác hại của nó nhưng mà về lâu dài ấy, thì khi sơn phủ chúng ta nó sẽ nhanh chóng xuống cấp do bị kiềm hóa do bị à, ẩm mốc à, và có thể à, bị thấm à, do vậy để đảm bảo cho khi sơn phủ chúng ta nó có cái độ bền lâu dài ấy, thì chúng ta lưu ý là đối với cái tường mới xây ấy, À, chúng ta phải đợi sau 21 cho đến 28 ngày sau khi thi công. Còn trong cái trường hợp nếu tường của ta là tường cũ thì nhất thiết là phải tẩy sạch các kỳ bẩn, các kỳ mốc hoặc là các cái vị trí ở vữa của chúng ta bị kém chất lượng, à tạo phẳng và đảm bảo ở cái bức tường của chúng ta là khô ráo trước khi chúng ta sơn lót. À, như vậy, cái lớp sơn lót là cái lớp sơn không thể thiếu trước khi chúng ta sơn phủ. Vì nó đảm bảo cái bức tường của chúng ta về chất lượng, màu sắc cũng như chống thấm và đảm bảo cái độ bền cho cái lớp sơn phủ. Như vậy là quý vị đã nghe được những cái chia sẻ cũng như là những tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hùng ngày hôm nay và chúng ta đừng bỏ qua cái giai đoạn sơn lót quý vị nhé, bởi vì lớp sơn lót sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta thêm tuổi thọ cũng như là độ bền. Xin được cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều.